6. Niết bàn trở về. Theo người đàn ông đã tiếp xúc với Minh Thành Hữu, hắn có rời đi 20 tháng hay không? Mỗi ngày, thị trấn Nghênh An đều có báo đăng việc lớn việc nhỏ. Gần 2 năm lại gần đây, phòng làm việc của Phó Nhiễm ngày càng phát triển. Một năm thu vào được hơn 100 vạn. Sau đó, Minh Tranh cùng La Văn Anh cũng hủy hôn như Phó Nhiễm và Minh Thành Hữu. Tuyên bố hủy hôn là do La Gia đăng báo, nhưng trong số rất nhiều người biết rõ sự tình, đều nói là Minh Tranh cố chấp làm theo ý mình, để cho La Gia nắm giữ quyền chủ động là để cho họ chút thể diện mà thôi. Trong thời gian đó, độ dài các trang báo đều là có liên quan đến Phó Nhiễm cùng Minh Tranh. Có hình chụp bọn họ cùng tới dạ tiệc dưới ánh nến, cũng có hình đêm khuya Minh Tranh ra vào Phó Gia, còn có tin tức hai người đơn độc ra biển du ngoạn. Bọn họ, một người là ruồng bỏ vị hôn phu, một người khác là sau khi đạt được mục đích liền bỏ rơi vị hôn thê. Trong thâm tâm Phó Nhiễm thấy buồn cười, họ tán ngẫu là bọn họ thành một đôi thật xứng đáng với nhau. Nhưng chỉ có chính cô mới rõ ràng, cánh cửa trong lòng kia đã khóa chặt, cũng không có ai mơ tưởng có thể dễ dàng bước vào. Ngay cả vị ca ca ngày trước của cô cũng đừng nghĩ. Đam mê ám muội theo thời gian lắng xuống, cũng theo thời gian mà tiêu tan. Khi Phó Nhiễm đối mặt với Minh Tranh, tự cô cảm thấy tình cảm của cô đối với Minh Tranh dần dần mất đi, bây giờ lại có thể không cam tâm đến. Có một số người yêu lần thứ nhất đúng, có một số người yêu lần thứ nhất không đúng. Hiển nhiên là Phó Nhiễm và Minh Tranh đều không thuộc về loại thứ nhất. Cuối mùa thu, ánh mặt trời ấm áp mơn trớn cùng làn gió đi qua rèm cửa sổ chiếu vào trong nhà. Phó Nhiễm thay quần áo xong ra khỏi phòng, má trần đang từ trong phòng vừa uống nhụy đi ra. Phó Nhiễm đi qua ngó đầu vào xem xét. Rèm cửa sổ vừa mới đổi thành mới, chăn nệm gối cũng thế, bên trong phòng sạch sẽ gọn gàng. Phạm Nhàn cũng không bởi vì Vi Uống Nhụy không xuất hiện mà bỏ hoang căn phòng này. Má Trần thấy cô dừng chân, sắc mặt có chút lúng túng. Đại tiểu thư! Mẹ tôi đâu? Phu nhân ở trong phòng. Cô đi tới cửa phòng ngủ chính, thấy Phạm Nhàn đưa lưng về phía cô đang hủy đi một hộp quà tặng. Phó Nhiễm đẩy cửa ra bước vào. Mẹ! Phạm Nhàn giật mình vội quay đầu lại. Tiểu Nhiễm! Mẹ đang làm gì đấy? Cô đến gần vừa thấy trên giường bày một cái hộp. Đầy dây lụa cùng giấy bọc đã cắt. Phó Nhiễm thấy bên trong hộp là một chiếc áo choàng rất hợp với màu da. Logo là hàng xa xỉ làm người ta yêu thích không rời tay. Chiếc áo choàng này con đã thấy, thị trường trong nước còn chưa có. Mẹ mua từ đâu? Ồ, vậy sao? Phạm Nhàn đẩy cái hộp giáo ngồi vào mép giường. Phải, một người bạn mẹ gửi tới, mẹ lại không hiểu những thứ này. Mau thử một chút đi. Phó Nhiễm cẩn thận lấy áo choàng khoác lên người Phạm Nhàn. Ừ, thật là đẹp mắt. Vậy sao? Vốn là con cũng thích cái này nghĩ sẽ mua mẹ. Chỉ là xem có người có lòng hơn con. Hôm nào con đi mua áo khoác ngoài cho mẹ nhé. Không cần đâu, lãng phí tiền. Hai tay Phó Nhiễm đẻ sau lưng, trong lúc vô tình hỏi. Mẹ, giống như thật lâu vừa uống nhụy không có tới chứ. Ừ, có hơn nửa năm. Phạm Nhàn nói không chi tiết. Nó nói với mẹ sau này ra khỏi nước, có thể ở nước ngoài nhiều cơ hội hơn. Tiểu Nhiễm, lần trước xem mắt thế nào? Phó Nhiễm nhức đầu cau mày. Mẹ, con có già như vậy sao? Cứ phải gả con ra ngoài. Còn có mấy tháng là 27 tuổi rồi, có chuyện mẹ không thể không nhắc nhở con. Mặc dù điều kiện của Minh Tranh rất tốt, nhưng quan hệ trước kia của hai đứa... Con ở chung một chỗ với hắn sẽ có lời ong tiếng ve. Dù sao Phó Gia cũng giữ thể diện. Mẹ, con giơ tay lên thề được chưa? Con và hắn không có gì.
Như vậy là tốt nhất. Dì Tống lại giới thiệu người cho con. Lần này thật không tệ. Dòng dõi trong nhà có học, bản thân là sinh viên tốt nghiệp đại học Harvard. Mẹ! Phó Nhiễm cầm gối lên ôm che kín mặt. Con muốn điên mất thôi. Đây chính là trạng thái cuộc sống của cô bây giờ. Một tháng tối thiểu xem mắt 2 lần. Tống chức cùng Tần Mộ Mộ cũng nói, gả đi, phụ nữ sớm muộn cũng phải có gia đình. Đồng thời Tống chức lại bày tỏ hoài nghi. Tiểu Nhiễm, gặp qua Minh Tam thiếu cực phẩm như vậy, trong mắt cậu còn có thể nhìn người được thường sao? Phó Nhiễm đem thực đơn gõ vào đầu Tống chức. Cậu cũng làm vợ người ta, nói chuyện còn có cái giọng này. So ra mình kém cậu cùng Mộ Mộ, điều kiện mình như vậy chỉ có thể tìm người bình thường. Xeo xeo, cậu sống không tốt sao? Không sao cả, tốt cũng không tốt. Tổng chức tùy tiện vài chọn vài món ăn. Tiền lương hắn được 2.000 một tháng, dẫn mình đi ra ngoài ăn cơm bằng xe máy chạy điện. Cái gì phải có dáng người, có thân hình và có gương mặt như nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình chứ? Vô nghĩa. Dứt lời, lại liếc mắt sang Phó Nhiễm. Chỉ là cũng có người bày đặt rõ ràng không cần. Bình thường không gợn sóng mới là may mắn. Phó Nhiễm cầm 2 chiếc đũa trong tay gõ vào nhau. Đối xử tốt với cậu mới là thật. Ăn cơm xong, vừa đúng lúc ông xã Tống chức tan việc đi qua, dùng chiếc xe chạy bằng điện kia đón cô về. Tần Mộ Mộ cũng tạm biệt cô để đến chỗ hẹn với bạn trai. Phó Nhiễm ngồi vào trong xe, vẫn là chiếc Audi màu đỏ kia. Cô nằm ở trên tay lái nhìn xung quanh, trừ về nhà ra lại không tìm được nơi nào khác để đi. Cấu kết! Bên tai Phó Nhiễm phảng phất một tiếng nói, cô không muốn trả lời, nhưng đối phương không muốn buông tha. Chớ gọi tôi là Vưu Nhiễm, không phải tôi. Cô sợ hãi tỉnh lại, mới phát hiện mình lại ngủ trên tay lái, chân tay tê cứng. Rõ ràng, lời nói kia ngay bên tai cô, người có thể kêu tên cô như vậy, trừ Minh Thành Hữu ra thì còn có thể là ai? Phó Nhiễm khẽ xoa khóe mắt, cầm nước suối lên uống một hớp. Nhìn thời gian không còn sớm, vẫn là về đi nhà đi ngủ thôi. Giới truyền thông thị trấn Nghênh An yên lặng đã lâu, lại có thêm một quả bom lớn. Ban đầu, công ty Thế Tụng đối đầu cùng với Hào Khôn sau mấy năm gần như phá sản. Chuyện này cũng không phải là chuyện gì mới mẻ. Nhưng trước đây không lâu, lại đột nhiên nghênh đón ông chủ mới. Toàn bộ quản lý cao cấp đều thay đổi, còn có lực lượng hùng mạnh trợ giúp phía sau. Thế Tụng cũng không đổi tên là MR. Nếu như chỉ là một chuyện như thế này, cũng không thật đáng giá để dư luận đặc biệt chú ý. Dù sao, công ty có thực lực cũng không hiếm thấy. Không nói là xu thế mọc lên như nấm sau mưa. Ít nhất, cũng không thể có một công ty chân chính nào đó vĩnh viễn có thể giữ được vị trí số 1. Nhưng kỳ lạ là công ty sắp phá sản như vậy lại được 4 ngân hàng lớn xem trọng. Còn có Wall Street, thần bí ra tay giúp đỡ, tham gia đảm nhiệm vị trí quản lý cao nhất. Từ đó, chuyện hoang đường về MR chính thức bắt đầu. Cổ phiếu MR đưa ra thị trường ngày đó, giá phát hành chỉ là $32 một cổ phiếu. Cuối cùng báo cáo cuối ngày đã vươn lên đến $145.9. Trong một ngày, thị trường chứng khoán gần như điên cuồng. Lúc trước tin trên diện rộng nói Hào Khôn cũng bị cuốn vào cơn lốc này. Người đứng đầu MR càng được giới truyền thông tôn sùng là nhân vật không tầm thường. Phó Nhiễm xem nhưng không hiểu về giá cả thị trường chứng khoán. Phó Tụng Đình cầm tay, trong tay tờ báo tóm tắt tất cả nội dung có trên TV. Ta mua mấy cổ phiếu lại không bằng một sức mạnh mờ ám mới xuất hiện. Cha, không chừng đối phương có âm mưu đã lâu, chỉ đợi thời cơ thôi. Nếu không làm sao có thể nắm giữ sinh mệnh của thị trấn Nghênh An trong thời gian ngắn ngủi như vậy chứ? Khoanh tay nhìn hắn xây nhà cao, khoanh tay nhìn hắn mở tiệc đón khách, khoanh tay nhìn nhà cao của hắn sụp đổ. Phó Nhiễm cười khẽ. Cha,
còn thích lời này. Lần này, MR quay đầu trở lại, có sức mạnh như vũ bão, đối tượng bị đe dọa đầu tiên nhất chính là Hào Khôn. Nhìn quanh thị trấn Nghênh An, cũng chỉ có hai công ty này có sức mạnh kinh tế ngang nhau. Phó Nhiễm buồn chán ngồi trong quán cà phê trang nhã, tay tùy tiện lật xem tờ báo chí mà người phục vụ đưa cho cô. Khúc nhạc Yesterday One More, hơi đau thương chậm rãi truyền đến bên tai. Cô chăm chú lắng nghe, hoàn toàn không chú ý tin tức trên tờ tạp chí. Thật xin lỗi, tôi tới trễ. Một giọng nói đàn ông vụt qua đỉnh đầu, Phó Nhiễm như chưa từng có muộn phiền trong lòng, lại vội vàng giữ nét mặt như trước. Cô mỉm cười để tờ tạp chí sang một bên. Là tôi vừa đi qua đây nên đến sớm. Nhìn qua người đàn ông, ước chừng 30 tuổi, dáng vẻ rất thích hợp, tinh thần sảng khoái. Xin chào Ngụy Tiêu. Xin chào Phó Nhiễm. Phó Nhiễm vẫn ngồi yên tại chỗ. Nhìn qua Phó tiểu thư rất trẻ tuổi. Phó Nhiễm cảm thấy không nên khách sáo. Anh gọi tên tôi là được rồi. Cô không ngại tôi gọi cô là Tiểu Nhiễm chứ? Hắn hếch mũi lên mặt. Phó Nhiễm cảm thấy mất tự nhiên cười cười. Không ngại. Cô đã đếm không hết, đây là lần thứ mấy cô đi xem mắt. Kể từ sau khi hủy hôn với Minh Thành Hữu, đều là Phạm Nhàn thu xếp. Chuyện của Phó Nhiễm sớm đã huyên náo ồn ào, Phạm Nhàn cũng không tiện đòi hỏi cao, nhưng ít ra xuất thân và trình độ học vấn cũng phải tương xứng với Phó gia mới được. Nghe nói một mình cô mở phòng vũ đạo. Đúng. Thật là tuổi trẻ tài cao, với lại có tư tưởng độc lập. Phó Nhiễm nghĩ ngợi xem nói tiếp như thế nào. Anh cũng không tồi, công ty của mình làm được sinh động. Hai người, cô một câu, tôi một câu, thổi phồng lẫn nhau, điển hình người khoác vai lên vẻ dối trá. Nhân viên phục vụ cầm thực đơn tới. Tiên sinh, ngài muốn ăn gì? Dứt lời, kín đáo đưa thực đơn cho Ngụy Tiêu. Chúng tôi... Hai chén Lam Sơn, còn có... Tiên sinh, ngài xem đi, trên thực đơn còn có những món ăn hảo hạng. Nhân viên phục vụ kiên trì, vẻ mặt Ngụy Tiêu không nén được tức giận. Tôi chọn cái gì còn cần phải nhìn sao? Chỗ này của các người cũng không phải là lần đầu tiên tôi tới. Phó Nhiễm nghe vậy cũng không tức giận, chỉ đem ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Nhân viên phục vụ có vẻ kỳ quặc đem thực đơn nhét vào trong tay Ngụy Tiêu. Xem một chút đi. Người đàn ông miệng liến thoáng, không ngừng nhìn tờ thực đơn, sau đó đột nhiên im bặt. Sắc mặt hắn thoát xanh thoát trắng, vẻ mặt phức tạp nhìn Phó Nhiễm. Sau khi đấu tranh vật lộn, hắn đưa trả lại đồ vật cho người phục vụ. Không cần. Nhân viên phục vụ rời đi nhanh như chớp, Phó Nhiễm thu hồi tầm mắt. Ngụy Tiêu mở mắt nhìn cô chằm chằm, điều kiện của Phó Nhiễm hoàn toàn phù hợp với hình tượng của một người vợ trong cảm nhận của hắn. Gia cảnh tốt, người thì rất xinh đẹp, còn có thể sống bằng chính sức của mình. Nhưng mà... Hắn không làm mất lòng ai chứ? Phó Nhiễm bị hắn nhìn chăm chú trong lòng sợ hãi. Người đàn ông chợt cao giọng. Nếu như cô đã là tình nhân của Tổng Giám đốc công ty Hào Khôn, tại sao còn phải ra ngoài xem mắt chứ? Cô cho là đàn ông đều dễ bị lừa gạt vậy sao? Đừng tưởng rằng cô là thiên kim tiểu thư là có thể chà đạp người khác. Thiên kim thì thế nào? Phẩm chất hành vi thường ngày cô không học tốt sao? Tất cả mọi người trong phòng cà phê đều nhìn sang, từng ánh mắt chứa phức tạp trong đó. Ngụy Tiêu cũng khó chịu, xem mắt không thành công lại trở thành oan gia. Mới vừa rồi còn rất tốt, thế nhưng thái độ này lại thay đổi 180 độ. Vậy bây giờ anh vẫn ở đây để tôi mắng anh sao? Phó Nhiễm nổi đoá. Anh nên diễn phim Mặt Nạ 2 đi. Nói chuyện lớn tiếng như vậy, đơn giản là muốn thu hút sự chú ý ở đây à? Rất đắc ý đó. Không trách được, đã 30 tuổi mà tìm khắp nơi không có vợ. Hành vi phẩm chất thường ngày của anh tốt, tốt đến mức
trước mặt mọi người sủa như chó. Đi mau! Đi mau! Yêu cầu về sau cũng đừng ra ngoài tìm đối tượng. Hoàn mỹ vậy sao? Đến vườn trẻ tìm con nít đi, xem người ta giỏi hơn anh. Đây là phụ nữ sao? Ngụy Tiêu lau mồ hôi, mới vừa rồi còn có thể giả bộ, bây giờ bị kích động lại để lộ toàn bộ bản tính thật. Minh Tranh đi qua phòng cà phê kẹo vào, thấy Phó Nhiễm mạnh mẽ làm lề cái ly uống nước lạnh. Xem mắt lại thất bại. Phó Nhiễm để ly xuống. Anh nhìn có chút hả hay sao? Anh nói với em là không có việc gì khác thì không lên nghe lời mẹ em đi xem mắt. Em cố tình không nghe, còn có thể tìm được người có điều kiện tốt như anh sao? Đúng là vậy sao? Tìm ai cũng chấp nhận, còn không bằng chấp nhận anh. Ít nhất sẽ không lo lắng cơm áo đời sau. Trong mắt Minh Tranh ý cười không đạt đến đáy. Tình cảm của hắn với Phó Nhiễm còn chưa kịp nói ra khỏi miệng. Thời gian lại làm cho tình cảm của Phó Nhiễm đối với hắn phai nhạt gần như không còn. Trước kia, nhất định lời nói này sẽ không phát ra từ miệng em. Phó Nhiễm vẫn chưa nguôi giận. Ca ca, người này sẽ không phải là do anh tìm đến để cố ý chọc giận tôi chứ? Anh lại tiểu nhân như vậy sao? Ánh mắt hắn giữ kín như bưng, giống như nhìn lại giống như không. Tùy tiện đi, dù sao tôi cũng không thể trông cậy là có thể tìm được một người chồng thông qua xem mắt. Minh Tranh vừa muốn mở miệng nói gì đó, điện thoại trong túi lại vang lên, hắn lấy ra nghe máy. Này, Eve, có chuyện gì sao? Phó Nhiễm biết tên tiếng Anh của La Văn Anh là Eve, sắc mặt của Minh Tranh càng lúc càng khó coi, hắn cau mày. Chờ tôi trở về rồi hãy nói. Xảy ra chuyện gì? Minh Tranh đã đứng dậy. Có một số việc phải đi về xử lý. Nói xong, người đã cất bước đi ra ngoài. Phó Nhiễm nhìn theo bóng lưng hắn lắc đầu. Hắn vẫn như vậy, gặp chuyện gì đều không giấu được. Minh Tranh bước ra từ bên trong thang máy dành cho lãnh đạo. Gặp người chào hỏi hắn chỉ là cấp dưới không yên lòng. Đẩy cửa phòng làm việc ra, thấy La Văn Anh cùng mấy nhân viên quản lý đang vùi đầu vào thảo luận. Rốt cuộc, xảy ra chuyện gì? Minh Tranh vòng qua bàn làm việc ngồi xuống. Là hai kỳ vay xảy ra vấn đề, tất cả các khâu đều chuẩn bị tốt 10 phần. Theo bên kia thì lúc trước vẫn còn có thể hợp tác. La Văn Anh mặc bộ đồ đúng với nghề nghiệp, tóc ngắn tôn lên gương mặt nhanh nhẹn, giàu kinh nghiệm. Mặc dù diện mạo của cô không đủ kinh ngạc, nhưng khí chất đặc biệt làm người ấy ở đây tuyệt đối không thể coi thường. Trạng thái trong công việc và trong cuộc sống của cô hoàn toàn khác biệt. Đã từng hung hãn đến mức có thể trách cứ cấp dưới đến thương tích đầy mình. Nếu còn có quan hệ, vấn đề là ở chỗ nào? Nói điểm chính. Minh Tranh đan chặt tay vào nhau để lên mép bàn. Bị kẹt chỗ người đang giữ chức. Biết kẹt thế nào mà không nghĩ biện pháp thông suốt. Một vị quản lý bên cạnh đứng dậy che miệng. Tạ chỗ là mới được điều tới không lâu. Nghe nói dầu muối không vào, lễ vật của chúng ta chuyển tới đều bị trả lại như cũ. Mấu chốt là chắc chắn hai kỳ vay bị mắc kẹt. Công việc tiếp sau đó rất khó tiến hành, tối thiểu phải mất một năm. La Văn Anh nói tính dạng nghiêm trọng của sự việc. Eve, cô nghĩ biện pháp hẹn thời gian ăn bữa cơm với tạ chỗ, tìm cách nói chuyện xem vấn đề là ở đâu. Minh Tranh phiền não rút ra điều thuốc, ý bảo những người khác đi ra ngoài. Eve, cô ở lại. Có lời gì xin nói. Cô cho là Minh Tranh giữ cô lại vì chuyện công việc. Người đàn ông bỏ thuốc lá trong tay dạ qua một bên, hắn trả lương cao cho La Văn Anh để giữ cô lại, cũng không phải bởi vì trong lòng thấy áy náy, mà là nhìn thấy cô có thực lực hơn người. Đầu tiên hắn hiểu rõ rất ít về La Văn Anh, chỉ thấy dáng vẻ cực kỳ an tĩnh ở nhà của cô. Tìm tên tuổi người được các công ty săn đón hàng đầu lại là Eve,
người phụ nữ ngày ngày nằm bên cạnh hắn. Hắn không tiếc số tiền lớn để thuê cô, lúc này mới có thể thấy một Eve hoàn toàn bất đồng. Có phải gần đây em gầy hay không? La Văn Anh sờ sờ chiếc cằm thon gầy của mình. Anh muốn cho tôi thêm tiền lương sao? Minh Tranh bật cười. Không hài lòng với tiền lương của mình. Ai còn có thể gây sự với tiền? Cô cầm tập văn kiện đặt ở bên cạnh lên. Tôi đi ra ngoài lo việc. Đúng rồi, MR đến không có ý tốt, có thể sẽ có hành động nhằm vào Hào Khôn. Anh phải coi chừng. Minh Tranh nghe vậy, thật vất vả đè xuống phiền não xuất hiện trong lòng một lần nữa. Hắn đốt thuốc lá đi tới trước cửa sổ sát đất. Ánh mặt trời xuyên qua cánh cửa chớp toát ra tới vai hắn. Hắn mở cửa sổ ra, từ tầng cao nhất của Hào Khôn nhìn ra xa. Cả khu vực kinh tế trọng điểm của thị trấn Nghênh An thu hết vào tầm mắt. Hắn thật vất vả mới có thể đi tới chỗ ngồi hôm nay, trừ khi là buông tay không đọ sức một lần nữa. Cũng tại tầng làm việc cao nhất, nữ thư ký cẩn thận bưng hai chén cà phê mở cửa, mới ghé đầu vào lại quay ra ngay lập tức. Cô hướng ra chỗ người đang muốn đưa văn kiện sau lưng bĩu môi. Đợi đi, đang rất bận. Hiểu. Người đứng phía sau hiểu ý, đưa tay ra dấu ok mập mờ. Phòng làm việc sáng sủa sạch sẽ, ánh mặt trời xuyên qua cửa kính màu xanh nhạt, bị yếu, thay đổi thành từng đường dáng vẻ thướt tha. Người đàn ông dựa đầu vào thành ghế, hai chân thảnh thơi vén lên. Trên bàn bày vô số đồ dùng, hai mắt hắn khép hờ, nhưng không phải là đang ngủ. Hai tay đặt trên bụng. Một ngón tay gõ tiết tấu lên mu bàn tay khác. Hắn đang ở một hội nghị qua điện thoại, thỉnh thoảng gặp phải vấn đề khó giải quyết sẽ cau mày. Một đôi tay trắng nõn mịn màng đặt nhẹ trên huyệt thái dương của hắn. Nhìn thấy hai đầu lông mày của hắn nhíu chặt, liền dùng ngón tay trỏ vuốt khẽ thành từng đường. Người đàn ông giơ lên, vỗ nhẹ sau lưng cô gái. Hắn mím chặt môi mỏng, cũng nói mấy câu, nhưng đại đa số là nghe người khác nói lại. Cô gái cúi đầu nhìn mặt của hắn, hai năm ngắn ngủi, thoáng qua ngón tay của cô tận mắt thấy từng bước một, hắn trở thành dáng vẻ như bây giờ. Tất cả mọi người ước ao được như cô, bởi vì quả thật hắn nâng niu cô trong lòng bàn tay, muốn gì được nấy. Hội nghị xong, cô tiến tới ghé vào tai hắn. Mệt mỏi sao? Có muốn nghỉ ngơi hay không? Em nhớ nhà sao? Cô lắc đầu. Lúc mới đầu ra nước ngoài, em cho là có nhớ, nhưng rốt cuộc cũng may, em đang nghĩ là em không phải động vật máu lạnh đấy. Người đàn ông đem tay cầm cô vào trong lòng bàn tay. Hình như vậy. Phòng cho cha mẹ em, thư ký Lý giúp em chọn kỹ rồi, em đi xem qua cảm thấy cũng không tệ. Vậy thì tốt, nhìn chúng cái gì liền mua đi. Cô dọn dẹp sạch sẽ phòng cho hắn. Nếu không anh cũng tìm cho em một công việc. Nuôi em không được sao? Hắn đưa tay lôi cô đến bên cạnh. Kiếm tiền là chuyện của đàn ông, phụ nữ cố tiêu hết tiền là tốt rồi. Cô thở dài. Em sợ, em như vậy sẽ vui đến quên cả trời đất, càng ngày lòng càng tham. Tham đi, tin rằng em tham cũng không xong. Tầm mắt cô gái rơi xuống gương mặt người đàn ông, diện mạo của hắn, đi tới đâu đều trở thành tiêu điểm. Nếu nói phụ nữ đẹp là hồng nhan họa thủy, thì thật ra đàn ông cũng vậy. Cái em muốn thật sự là cái gì anh vẫn chưa rõ sao? Tay cô đặt nhẹ lên ngực hắn. Cái em muốn là ở đây. Hắn nắm chặt tay của cô, chậm rãi mở mắt ra. Trong đôi mắt thâm thúy không thấy rõ, đáy lộ ra vẻ phức tạp, gò má cũng có vẻ cứng ngắc. Bên trong anh không có gì cả, là trống không, khiến em thất vọng rồi. Mới đầu cũng là một câu nói đùa, cô lại không nghĩ tới là sẽ thăm dò ra kết quả này. Hắn thấy sắc mặt cô trắng bệch,
hắn buông tay ra. Họp nửa ngày rất mệt mỏi, anh đi nghỉ ngơi đã. Phòng làm việc có ngăn cách, mở một cánh cửa ra chính là phòng ngủ, bên trong đầy đủ đồ, phòng thay quần áo, phòng vệ sinh, cái gì cần cũng có. Cô gái bên ngoài một lúc rồi chuẩn bị rời đi. Đi ra khỏi phòng làm việc, nữ thư ký chào hỏi. Vưu tiểu thư. Anh ấy đang nghỉ ngơi bên trong, đừng cho người khác vào quấy rầy. Được. Mỗi tháng, Phó Nhiễm sẽ dành chút thời gian đi Vưu ra 2 chuyến. Cô lấy các loại trái cây đã chuẩn bị trước ra từ phía sau xe. Ở cửa ngõ nhỏ có một chiếc xe dịch vụ chuyển nhà. Cô không thể không nghiêng người mới có thể chen vào. Đồng thời, tận đáy lòng lại cảm động, lại có một nhà rời khỏi nơi này. Cô thuận đường đi vào, thấy trước cửa Vưu gia bày đầy đồ ngổn ngang, Thẩm Tố Phân đang kéo hành lý xuống. Tiểu Nhiễm tới. Mẹ, phải dọn nhà sao? Gương mặt Thẩm Tố Phân đầy ý cười, lấy tay sửa sang đầu tóc rối bời lại, bà kéo Phó Nhiễm đến bên cạnh. Nhị Nhụy ở nước ngoài làm ra tiền, mua cho chúng ta phòng ở mới, nói muốn để cho chúng ta hưởng phúc về sau. Phòng là mới trang trí, mang đồ vào là có thể ở. Phó Nhiễm cũng vui mừng. Vậy thì tốt quá, không trách được thấy xe của công ty chuyển nhà ở ngoài ngõ. Vưu Chiêu Phúc mang theo 2 túi hành lý cũng vội vàng đi xuống. Cô ấy đâu? Không trở lại sao? Phó Nhiễm không thấy bóng dáng của Vưu Ứng Nhụy. Không có đâu, vẫn còn ở nước ngoài. Phòng là cho người chuẩn bị đó. Thẩm Tố Phân cười đến nỗi không khép miệng lại. Không nghĩ tới đời này còn có thể được ở phòng căn phòng lớn. Nhụy Nhụy nói ở trên tầng 15, nghĩ một chút đều sợ hãi. Nhân viên công ty chuyển nhà khuân hành lý giúp. Phó Nhiễm tránh người ra, chân không cẩn thận đá phải bình ga bên cạnh. Cô nhìn thấy rất nhiều đồ dùng bằng điện cũ đặt trên hành lang. Mẹ, nhà mới cũng dùng ống dẫn khí than, đồ này mẹ có mang theo cũng không dùng tới. Lại nói phòng mới cái gì cũng có, mẹ đem cái gì còn có thể dùng tốt sửa sang lại là được. Chờ dọn nhà xong còn dẫn 2 người đi mua một số quần áo mới. Phó Nhiễm đi theo xe đến bên trong khu nhỏ. Xem ra Vưu Ứng Nhụy ở nước ngoài làm ra tiền thật. Căn hộ hình vuông 110 thước, hướng lại thích hợp. Hơn nữa trang trí hoàn toàn mới, không có 2 vạn một thước vuông đừng có mơ tưởng mua được. Cô giúp một tay dọn dẹp xong, đưa Vưu Chiếu Phúc cùng Thẩm Tố Phân đi ăn cơm. Căn phòng trang trí mới bày biện không ít thứ, nhất định là 2 người không dùng được. Phó Nhiễm lại đi tới cửa hàng tầng tổng hợp mua đủ đồ dùng cá nhân, sau đó mới lái xe đưa họ trở về. Phó Nhiễm chưa bao giờ thấy Thẩm Tố Phân vui vẻ như vậy. Vưu Chiếu Phúc cũng không ngừng lến thoáng, nói đời này ông có 2 cô con gái rất tốt. Đưa bọn họ vào, Phó Nhiễm lại dạy ông sử dụng bồn tắm massage như thế nào. Còn có chút đồ điện thường dùng cũng nói lại cẩn thận, cho đến khi 2 người học được cách sử dụng, lúc này cô mới rời đi. Đi vào trong xe, ngẩng đầu nhìn lên ánh đèn của tầng 15, loáng thoáng có 2 bóng dáng không ngừng đi lại, mặt cô giãn ra cười yếu ớt, trong lòng thấy khuây khỏa. Trên đường về nhà, nhớ ra còn mấy ngày nữa là sinh nhật Tống Chức, Phó Nhiễm đến một cửa hàng nhỏ chọn quà cho cô. 3 ngày sau, quả nhiên nhận được điện thoại của Tống Chức nói muốn là mời cô tham gia sinh nhật. Bởi vì vợ chồng Son kiếm được ít tiền, lại hợp thành một gia đình nhỏ, Tống Chức cũng không dám tiêu xài giống như trước kia, muốn mời Phó Nhiễm cùng Tần Mộ Mộ ăn cơm ở nhà. Cả 3 người như bạn bè 10 năm mới gặp mặt, tất nhiên rất nhiều lời. Lúc ăn cơm tối xong cũng là 10 giờ, Tống Chức lấy chồng tên là Lam Bình. Nam Bình rất thương cô, giống như cái gì cũng đều không cho Tống Chức làm. Lúc này, ăn cơm tối xong dọn dẹp, rửa chén, cắt trái cây, hắn làm rất chu đáo. Tần Mộ Mộ nhận được điện thoại của bạn trai, đang nói ở Cinemark
Đại Quang Minh đợi cô. Tên này bỏ lại tất cả ngay lập tức. Trọng sắc khinh bạn. Phó Nhiễm ngồi lại, đến 11 giờ mới rời đi. Tống Chức đưa cô ra đến đầu đường, trời rất lạnh nên Phó Nhiễm nhanh chóng để cho cô đi về trước. Cửa nhà Tống Chức chính là bãi đậu xe, xe của Phó Nhiễm dừng ở dưới đèn đường. Qua ánh đèn, cô nhìn thấy lốp xe trước có vẻ như khác thường. Đến gần nhìn kỹ mới phát hiện, lốp xe quắt lại, chắc là bị ghim vào cái gì. Cô ngồi xổm xuống, sau đó lấy điện thoại di động ra soi, quả nhiên thấy một chiếc đình sắt. Phó Nhiễm tự nhận mình xui xẻo, may mắn là đường trở về không tính là quá xa, lại nói lốp là lốp thấp cũng không thành vấn đề. Cô phát động xe, giữ vững tốc độ ở 40 km/h. Phó Nhiễm chuyên chú nhìn về phía trước, không dám chủ quan. Điện thoại đặt ở chỗ ghế lái lại đột nhiên vang lên. Cô bắt máy. Alo. Này Tiểu Nhiễm, cậu dừng ở ven đường đi. Mình cùng Lâm Bình thấy có một chiếc xe bắt đầu chăm chú đi sau cậu từ lúc ở nhà mình. Lái chậm như vậy, nhất định là có vấn đề. Tiểu Nhiễm nhìn về phía kính chiếu hậu. Quả nhiên có chiếc xe thể thao màu xám phía sau cách cô 100 m. Cô vội đem xe dừng sát ven đường. Phó Nhiễm xuống xe muốn đi coi, đột nhiên nghe được tiếng gầm rú của chiếc xe thể thao tăng tốc. Hắn giống như một tia chớp, thẳng tắp, xẹt qua thật nhanh trước mặt cô. Phó Nhiễm sợ hãi vội vàng lùi về phía sau, bàn tay chống vào cửa xe, lướt qua nhau như vậy. Ngay cả bên trong đang ngồi là đàn ông hay phụ nữ, cô đều không thấy rõ. Cổ tay vì cố hết sức nên vô cùng đau đớn. Nam Bình dùng điện mang theo Tống Chức đuổi kịp rất nhanh. Bánh xe còn chưa ngừng lại, Tống Chức đã nhảy xuống. Tiểu Nhiễm, cậu không sao chứ? Mình không sao. Xe thể thao sớm đã mất dạng. Mình thấy 8 phần là có kỳ quặc. Nếu không làm gì mà chăm chú theo sau cậu, không phải là kẻ háo sắc nửa đêm chứ? Cậu xem phim nhiều quá rồi đấy. Trong miệng Phó Nhiễm nói như vậy, nhưng lòng vẫn còn sợ hãi. Dù sao chuyện cổ vưu giữ cho cô không ít sợ hãi. Xe thế nào? Đi chậm như vậy. Bánh xe bị ghim. Tổng chức đi tới nhổ chìa khóa xe. Nơi này có quỷ. Nói không chừng bánh xe là bị người vừa rồi ghim. Hắn chờ cơ hội xuống tay đấy. Như vậy không được. Mình không yên lòng. Thuê xe trở về thôi. Cô khiến Nam Bình tìm một chỗ đem xe điện khóa kỹ. Đứng ở trong gió lạnh 20 phút chờ xe đến. Phó Nhiễm nghĩ thầm như vậy cũng tốt. Tổng chức kéo Nam Bình chui vào trong xe trước. Xeo xeo, tự mình trở về là được. Giờ còn lo lắng sao? Không được. Tống chức khăng khăng. Đưa cậu đến nhà trước, sau đó bọn mình mới trở về. Cô gái đơn độc như cậu, mình không yên tâm. Phó Nhiễm không lay chuyển được, cô cười cười cũng ngồi vào theo. Giữa bạn bè, có lúc không cần khách sáo quá nhiều. Phó Nhiễm cảm thấy rất đau khổ trong lòng, nhưng nghĩ lại, người nào sẽ đi theo cô trong đêm khuya? Thật chẳng lẽ là lưu manh giống như Tống chức nói? Lưu manh lái xe thể thao. Ánh trăng lành lạnh rắc vào bên trong biệt thự. Màu sắc sáng tỏ mà tinh khiết, bị phân cách thành lầu hồng, lam. Mặt nước phản chiếu lên nền gạch hai bên không ngừng lóe lên. Gió đêm hơi lạnh, lướt qua nơi có lá chuối, tiêu dạng xa xa. Sau đó chờ thời cơ mà đưa theo hơi lạnh. Tiếng nước chảy ào ào như muốn xé tan màn đêm yên tĩnh. Vừa ứng nhụy ra khỏi phòng, khẽ lắc đầu thở dài. Cô nhìn về phía đồng hồ treo trên tường. 12 giờ. Sắc da của người đàn ông như màu đồng xuyên qua nước. Xung quanh bể bơi ngoài trời được lát bằng gạch men màu xanh da trời. Nhìn như vậy, ngay cả nước cũng biến thành màu xanh rất đẹp. Vừa ứng nhụy đi tới ven bể bơi, cầm khăn tắm trên ghế mây lên. Người đàn ông đưa hai cánh tay đánh mạnh về phía trước. Cô thấy động tác của hắn vậy, liền nhanh nhẹn tránh trước. Nước bắn tung tóe, khiến cho Vư Ứng Nhị bị ướt đôi dép bằng vải, bông màu trắng dưới chân.
Đến cuối cùng, hắn dùng sức chống hai tay lên, thân thể cao lớn rời khỏi mặt nước. Vư Ứng Nhị vội vàng dùng khăn tắm đặt lên trên vai hắn. Hơn nửa đêm còn bơi lội, đừng để bị lạnh. Sao còn chưa ngủ? Khuya khoắt thế này, anh còn ở ngoài gây ra tiếng động lớn như vậy, em còn ngủ sao được? Cô gái như có oán trách. Thành Hữu, anh không thấy mệt mỏi sao? Anh không nên mệt sao? Vư Ứng Nhụy không có cách gì khác, nâng quả đấm đấm nhẹ sau lưng hắn. Mắc nợ anh. Tất nhiên là sau khi Minh Vân Phong qua đời, Lý Vận Linh vẫn ở tại biệt thự của Lam Đường. Khi Minh Thành Hữu ra khỏi nước, bà cũng không đi cùng, đóng cửa lại làm vườn yên lòng thảnh thơi, cũng rất ít ra ngoài đánh bài xã giao. Không phải là bà không biết rõ người bên ngoài như thế nào, bà chịu không nổi bị chê cười. Minh Thành Hữu đưa Vư Ứng Nhị về nhà, vừa gặp Lý Vận Linh ở phòng bếp cùng Tiêu quản gia đang học một cái cách thức làm món ăn ngọt cho bữa điểm tâm. Tiêu quản gia, bà lợi hại thật, nhìn dáng vẻ này một chút. Phu nhân, đây chính là lúc tôi ở Y Vân Thủ Phủ học trộm của một đầu bếp, Tam Thiếu thích nhất. Mẹ! Lý Vận Linh dừng động tác trong tay, xoay người ra khỏi phòng bếp. Tên nhóc chết tiệt này còn biết trở lại sao? Vư Ứng Nhị vẻ mặt tươi cười đi theo hắn. Bác gái! Trở lại bao lâu rồi, bây giờ mới nghĩ ta tới ta? Bác gái! Vư Ứng Nhị đem quà tặng trong tay lên đặt trên bàn, cô đi tới khoác cánh tay Lý Vận Linh. Mỗi ngày, Thành Hữu đều nhớ tới bác, nhưng công ty mới có quá nhiều việc, anh ấy phải lo cho cả việc ở trong nước lẫn ở nước ngoài. Hôm nay không thể, dù sao thì hôm nay có chuyện gì cũng không quan tâm để trở về thăm bác. Nhìn miệng lưỡi đứa nhỏ này! Lý Vận Linh vỗ vỗ mu bàn tay Vư Ứng Nhị. Phòng ở Y Vân Thủ Phủ còn trống không? Tiêu quản gia theo định kỳ đều cho người đi quét dọn, lúc nào thì hai đứa chuyển về ở chứ? Chuyện này... Vư Ứng Nhị nhìn Minh Thành Hữu. Mẹ, chúng con tìm được nơi tốt rồi. Lại nói chỗ này hơn người, không thích hợp với Ứng Nhị. Vư Ứng Nhị nghe vậy, khóe miệng kẽ nhếch lên cười. Lý Vận Linh nghĩ ngợi cũng gật đầu nhẹ. Cũng là trước kia ta chỉ muốn môn đăng hộ đối, hai gia mình phó, kết thân vốn cũng là phó nhiễm với cao. Bây giờ suy nghĩ một chút, môn đăng hộ đối thì thế nào? Còn không phải là tai vạ đến nơi đều tự chạy sao? Minh Thành Hữu nhón chân trái lên, tên phó nhiễm lọt vào trong tai. Vư Ứng Nhị ngẩng đầu lên cẩn thận nhìn hắn, hắn khẽ giường cằm, hai mắt nhắm chặt, nhìn trên mặt không thấy tâm tình dao động chút nào, giống như chỉ là nghe được cái tên không liên quan đến mình như người xa lạ mà thôi. Lý Vận Linh cũng có lòng riêng của mình, mặc dù thân phận hiện tại của Vư Ứng Nhị bình thường, nhưng ít nhất 20 năm trước đã được phó gia giáo dục, có được tính chất đặc biệt của một thiên kim tiểu thư. Bác gái, chuyện không vui trước kia để cho nó qua thôi. Con nói rất đúng. Lý Vận Linh đưa tay chỉ hướng bình hoa trên khay trà. Thấy bông hoa bên trong sao? Là do ta trồng, đợi hai đứa mang trở về. Vư Ứng Nhị cùng với Lý Vận Linh ra vườn ngắm hoa, đôi mắt Minh Thành Hữu đang nhắm lại, lúc này mới mở ra. Ánh mắt thăm thẳm không thấy một chút gợn sóng. Hiện tại hắn có thể che giấu toàn bộ tâm tình rất tốt, người khác không thăm dò ra được. Phó nhiễm cầm hợp đồng huống tử đưa cho cô trong tay. Tờ giấy mềm mà đập vào tay cũng có chút đau. Hai năm qua, phòng làm việc của cô kinh doanh cũng không tệ, cũng đều dựa vào quan hệ của Minh Tranh. Phó nhiễm đứng ở trước cửa công ty MR, cả tòa nhà cao vút trong mây, bức tường thủy tinh phản chiếu đám mây lướt qua ra phía chân trời. Cô chậm chậm đi vào trong đại sảnh, đưa tấm thẻ cho nhân viên an ninh kiểm tra. Không có trở ngại gì,
Hôm nay là chủ tịch của MR lần đầu tiên ra mắt dưới báo chí. Bao nhiêu người tìm mọi cách để có thẻ xanh đi lại. Không chỉ vì trang đầu ngày mai, mà còn là vì thấy gần đây phong thái của người này được mọi người đồn thổi. Phó Nhiễm không muốn tham gia náo nhiệt, nhưng so sánh hắn, dù sao ngày ngày được nghe vô số từ tâng bốc, được gắn ghép cho hắn, khó tránh khỏi cũng không tò mò. Sau buổi gặp gỡ với báo chí, MR có một bữa tiệc mời khách, vũ điệu khai mạc là giao cho Phó Nhiễm phụ trách. Sẽ không luống cuống tay chân giống như mới bước vào nghề, cô đã tìm được một nhóm rất chuyên nghiệp. Phòng vũ đạo mới nhận hai người dạy, mới là do Phó Nhiễm trả lương cao để thuê, chuyên môn đặc biệt để tương ứng với hoạt động lớn như thế này. Buổi ra mắt phóng viên cử hành ở hội trường, Phó Nhiễm kiểm tra âm thanh xong, sau đó men theo cửa đi tới. Cô nhìn thấy mười mấy ký giả túm tụm ở phía trước, phía sau là toàn bộ ghế phủ vải, nhung màu đỏ để chống. Cô thuận cầu thang đi xuống từng bước. Độ dốc nghiêng lên không thể đi mau, nếu không sẽ trượt chân. Các ký giả đưa máy ảnh quay lên, tất cả chuẩn bị sẵn sàng, túm năm tụm ba nghiêng đầu ghé tai nhau. Từng chỗ ngồi trên sân khấu hội trường, từng vị trí đều ghi tên tuổi chức vụ. Chỗ chính ghi chữ CEL. Có phải là người ngoại quốc hay không? Nhất định rồi. Wall Street đưa ra nhân vật lợi hại như thế, nhất định là người đàn ông trung niên người nước ngoài mắt sành mũi lõ rồi. Đứng phía bên tay trái, một nữ ký giả không phục. Tại sao là trung niên? Nói không chừng là vừa mới 30 tuổi đấy. Phó Nhiễm chọn một chỗ ngồi, ngồi vào chỗ của mình. Xem ra tin đồn về người đàn ông này nhiều hơn tất cả. Trong hành lang hội trường truyền đến một loạt tiếng bước chân. Đi đằng trước chính là người phụ trách bộ phận lập kế hoạch. Các vị ký giả, mời ngồi vào chỗ. Buổi họp báo của MR lập tức bắt đầu. Phó Nhiễm tính rời đi lần nữa, ở lại chỉ thêm nghe đề tài càng ngày càng kéo dài. Các người cho là MR lên tiếp nhận sao? Tiếp nhận có nghĩa là vĩnh viễn xóa bỏ công lao này đấy. Người ngăn cản thay hắn chính là người đàn ông ngồi bên tay trái kia. Lưng Phó Nhiễm cứng lại, khó chịu cùng nhục nhã cưỡi theo tiếng cười của tất cả bao phủ lấy trái tim. Truyền qua micro, cô có thể nghe được rất rõ ràng tiếng cười kia thuộc về Minh Thành Hữu. Đùa cợt, mỉa mai, ác độc. Một ký giả trong đó nghiêng đầu nhìn quanh sang chỗ khác, giống như vừa nãy thấy bóng dáng của Phó Nhiễm. Cô lặng yên lôi vạt áo người chụp ảnh bên cạnh. Nhìn góc kia xem, cùng tôi qua đó. Lúc Phó Nhiễm sắp bước ra cửa thì đúng bị nữ ký giả ngăn cô lại. Phó tiểu thư, xin hỏi tại sao cô xuất hiện ở buổi họp báo của công ty MR? Là sớm đã nghe thấy Tam Thiếu trở về, muốn xin tái họp lại sao? Người phụ trách bộ phận lập kế hoạch thấy đã đến lúc rồi. Hơn nữa có Phó Nhiễm chống đỡ hộ, cớ sao lại không làm? Các vị bạn trẻ giới truyền thông, buổi họp báo của MR hôm nay tới đây thôi, cảm ơn mọi người. Lời nói vừa dứt, đám người bên dưới lập tức giải tán, nhấc máy ảnh cùng cầm micro lên, xông thẳng tới chỗ Phó Nhiễm. Lúc này mà cô không rời đi thì chỉ sợ sẽ bị chết đuối trong nước bọt. Mấy người chụp ảnh nhận ra ý đồ của cô, đi tới chặn cửa lại. Nữ ký giả nhất quyết không tha đưa micro tới. Phó tiểu thư nói một câu đi, mới vừa rồi Tam Thiếu nói đến nay vẫn chưa cưới, cô có cảm giác mình có hy vọng hay không? Ánh mắt Phó Nhiễm xuyên qua đám người nhìn về Minh Thành Hữu đang đứng. Hắn cúi đầu đang nói nhỏ cùng trợ lý. Lúc rời khỏi hội trường, thậm chí còn không đưa mắt hướng ra chỗ cô lấy một lúc. Đối mặt người ký giả gây sự, Phó Nhiễm cười lạnh. Hai năm trước, ngòi bút sắc bén cùng các người cũng không thấy lưu tình. Hắn mất đi hào khôn, các người ngày càng một tệ hại thêm thắt ngôn ngữ chèn ép. Nóng lòng muốn vì hắn như vậy, phải tìm một cái lỗ để chui vào mãi mãi không ra được. Bây giờ lại tìm mọi cách tầng bốc thì được coi là gì? Tránh ra, nếu không đừng trách tôi đập đồ kiếm cơm của các người. Nối đi ra bên kia, toàn bộ người đã rời đi.
Phó tiểu thư. Nữ ký giả dày mặt. Người này không phải thẹn quá hóa giận chứ? Cách đó không xa, nhóm ký giả về tới đây, một số đã muốn từ bỏ. Phó Nhiễm đoạt lấy micro trong tay nữ ký giả đập vào máy ảnh. Nếu không để tôi tháo máy móc của các người ra, cùng lắm là đền tiền, có tin hay không? Người đàn ông trẻ tuổi cầm máy ảnh tức nghẹn đỏ mặt, lại bị Phó Nhiễm đẩy mới ra tránh nhường đường. Chẳng lẽ đây là tính khí thiên kim tiểu thư? Ai biết được? Nữ ký giả tức giận nhặt micro lên. Tư cách cũng không có chứ sao? Phó Nhiễm tiến vào thang máy của nhân viên làm việc MR mới có thể bỏ lại toàn bộ ký giả sau lưng. Hai chân cô mềm nhũn, ngoảnh mặt nhìn lại gương. Nhìn hắn như vậy, ít nhất là cô biết hắn sống không tệ. Cuộc sống này mới đúng là cuộc sống của một mình tam thiếu như hắn. Hết tập 19. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn vào các tập tiếp theo. Bình lặng như trước. Phạm vi kinh doanh của MR cùng Hào Khôn cũng không hoàn toàn giống nhau. Nếu như vậy, tại sao lại nói đến cạnh tranh? Dĩ nhiên, tôi không ngoại trừ một số chi nhánh có xung đột lợi ích. Cha tôi để lại Hào Khôn cho đại ca tôi, cũng là muốn tôi ra ngoài rèn luyện kinh nghiệm. Về phần Hào Khôn cùng MR, không phải có câu ngạn ngữ nói rất hay sao? Ai lo việc người đấy, không ai quản trên ngói nhà hắn có xương. Câu nói này, Phó Nhiễm cũng bất ngờ. Hắn nói chuyện thật toàn vẹn, cho dù người khác có cầm kính viễn vọng, cũng đừng nghĩ sẽ tìm ra sơ hở. Cả tính trước kia của Minh Thành Hữu đã không còn, nếu như là mình tam thiếu trước kia, có thể hắn sẽ nói. Đây là chuyện của nhà tôi, các người quản lý sao được? Mặc dù đắc tội với người khác, nhưng lúc nói để lộ ra chân thật, không giống như bây giờ, làm cho người ta không nắm rõ được. Phòng làm việc Tổng Giám đốc Hào Khôn. Trên Internet TV đang truyền trực tiếp buổi họp báo của công ty MR. La Văn Anh đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Minh Tranh đang ngồi trên ghế, thân thể lười biếng dựa ra phía sau. Giữa ngón tay hắn đang kẹp điếu xì gà. Nhìn thấy La Văn Anh, ngón trỏ hắn móc ra que diêm chậm rãi thoại xoay tròn điếu xì gà, đốt từ từ, sau đó hít một hơi. La Văn Anh đem tài liệu đặt trên bàn làm việc của hắn, liếc mắt về phía hình ảnh Internet TV, tầm mắt ngừng ở giữa trung tâm, đầu tiên là sắc mặt ngẩn ra, về sau thì giật mình. Thành Hữu. Minh Nhân chậm rãi nhả ra vòng gói thuốc, bên trong có vẻ là nói đến tại sao lại cạnh tranh. Biết nguyên nhân mấy ngày nay đi vay liên tiếp bị kẹt chứ? Anh nói có liên quan đến Thành Hữu. Hắn đến là có chuẩn bị. La Văn Anh đồng ý gật đầu. Nhưng Hào Khôn cũng không phải là ngồi không. Đá chọi với đá cũng không nhất định thua thiệt. Huống chi là ở thị trấn Nghênh An đều là những người tâm huyết có kinh nghiệm. Ê ve, em sẽ toàn tâm toàn ý ở đây giúp tôi chứ. Anh là ông chủ của tôi, anh cứ nói đi. Đây vốn là chuyện của hai anh em Minh gia. Cô không có ý tham dự, nhưng nếu uy hiếp đến lợi ích của Hào Khôn, tuyệt đối cô không thể không quan tâm. Nói tôi muốn giúp người khác còn dựa vào người nào phát tiền lương cho tôi. Minh Tranh cười ra tiếng, xì gà sặc lên mũi thiếu chút nữa làm hắn không chống được. Quả nhiên em là nhân viên tốt. Ngoài trời lạnh bắt đầu có mưa nhỏ, gió thổi trên mặt như từng lưỡi dao sắc bén cắt da cắt thịt, mà tại buổi tối họp báo không là không khí thế ngất trời. Nói xong công việc, ký giả đưa chuyện rất tự nhiên dẫn về đề tài hướng về chuyện riêng của gia đình Minh Thành Hữu. Tam thiếu, ở bên ngoài 2 năm, ngài có thể đã suy nghĩ đến chuyện kết hôn, hoặc là đã kết hôn rồi. Khóe miệng Minh Thành Hữu khẽ nâng lên nụ cười nhạt, hắn đưa tay ra. Nhìn tôi giống như đã kết hôn sao? Thành công ném trả lại chủ đề, ký giả phát huy tinh thần bất khuất, chia hỏi sự việc đến cùng.
Ý của ngài, tôi có thể hiểu thành ngài kết hôn rồi sao? Không có. Vờ tha để bắt thật, hắn không cho người khác còn chút ảo tưởng. 2 năm qua, tôi một lòng đều đặt lên công việc. Đàn ông một khi lo cho sự nghiệp, còn biết ai giao trái tim giao cho tôi. Đây là một đề tài nhạy cảm, lập tức có người tìm được manh mối. Tam thiếu nói chính là chuyện phó gia hủy hôn ước vào lúc ngài khó khăn nhất sao? Phó Nhiễm thấy ánh mắt lạnh lẽo của Minh Thành Hữu giống như không có báo trước, tầm mắt của hắn chăm chú nhìn thẳng về phía cô, đứng giữa hội trường, ánh mắt hoang vu khiến cô không khỏi sợ hãi. Nhưng lại chỉ chốc lát, hắn khôi phục thành thái độ bình thường. Không phải, phó gia đưa ra quyết định, tôi không bình luận, cũng có thể hiểu khi đó bọn họ không yên tâm, cho nên chuyện 2 năm trước này nên chấm dứt tại đây. Tam thiếu, nếu như hiện tại phó gia nguyện ý hướng tới ngài lần nữa, ngài còn có thể tiếp nhận sao? Miệng mình thành hữu kín như bưng, môi của hắn rất mỏng, động tác mím lại, có thể là một bên hơi nhếch lên, như thêm mấy phần ma mị hoặc quỷ quái. Phó Nhiệm tính rời đi lần nữa, ở lại chỉ thêm đề tài càng ngày càng kéo dài. Các người cho là Eva lên tiếp nhận sao? Tiếp nhận có nghĩa là vĩnh viễn xóa bỏ công lao này đấy. Người ngăn cản thay hắn chính là người đàn ông ngồi bên tay trái kia. Lưng Phó Nhiễm cứng lại, khó chịu cùng nhục nhã theo tiếng cười của tất cả bao phủ lấy trái tim. Truyền qua micro, cô có thể nghe được rất rõ ràng tiếng cười kia thuộc về Minh Thành Hữu, đùa cợt, mỉa mai ác độc. Hết tập 19. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn vào các tập tiếp theo.